Xin chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Lisibo. Ở những clip trước thì em đã báo từng giá và từng chi tiết xe của SH Việt Kiều Ý rồi. Thì cái chủ đề ngày hôm nay trong cái video này thì em sẽ tổng hợp lại tất cả những chiếc Việt Kiều Ý mà em đã quay cho mọi người, và em sẽ báo lại giá cho mọi người để cho những anh chị nào mà ở những clip trước chưa có thể xem được thì xem ở clip này, chúng ta vẫn biết được cái chất xe và chúng ta vẫn biết được giá cả của xe nha. Và video này em chỉ báo là giá cả lại cho mọi người thôi. Còn những anh chị nào mà muốn coi chi tiết từng xe hơn, chất xe như thế nào, máy móc xe như thế nào, dàn hơi xe như thế nào, thì quý anh chị có thể ở cuối video á, em có gắn những cái video của từng chiếc hàng ba cục về kiểu ý cho mọi người á, thì mọi người có thể click vào để mà mọi người xem tham khảo nha. Rồi rồi, thì bây giờ hàng Việt Kiều Ý ở bên em á, là còn được 4 chiếc nha mọi người. 125 2 chiếc và 150 2 chiếc. 125 thì có giá là 105 triệu và mỗi chiếc là 117 triệu. Và 150 thì có giá là 132 triệu và 135 triệu. Chiếc 105 triệu dàn áo jean được đi với màu vàng đồng thì ở cửa hàng bên kia của em rồi mọi người. Còn hôm nay chị bên đây chỉ còn 3 chiếc thôi, là một chiếc 125 và hai chiếc 150. Thì đây là chiếc 117 triệu đây nha mọi người, biển số cặp luôn, 25. Ba cục biển số cặp, biển số rất là dễ thương nha mọi người. Chiếc này thì em đang bán với giá là 117 triệu. 501 đăng ký đời 2011 luôn nha quý anh chị, đăng ký đời cao và biển số cặp. Em đang bán với giá là 117 triệu. Và bên đây là xe thần tài giữa, thần tài nhỏ ở giữa. 53931. Đăng ký đời 2010. KF là 150, 5002 đăng ký đời 2010 ha. Thì xe này em đang bán với giá là 130 triệu nha, 132 triệu nha mọi người. 132 triệu. Và chiếc còn lại cuối cùng là Việt Kiều Ý cuối cùng ở cửa hàng của bên em, là chiếc này thì nó xuất sắc hơn chiếc 150 kia. Cũng là số máy 5002 luôn, nhưng mà về cái chất xe, cái dàn hơi xe và cái độ ken của xe thì nó cao, nó tuyệt vời hơn con kia rất là nhiều. Thì chiếc này em đang bán với giá là 135 triệu nhé mọi người. Biển số là 70833. Dạ. Xe thì màu đỏ và màu trắng. Màu thì cực kỳ dễ mọi người, màu thì rất là dễ. Quý anh chị mua xe ở cửa hàng của bên em á thì em có thể hỗ trợ đổi màu cho mình được nha. Anh chị thích màu trắng, em đổi màu trắng. Anh chị thích màu đỏ, em đổi màu đỏ. Anh chị thích màu xanh tiger, em đổi màu xanh tiger. Hoặc là màu đen gì đó, thì bên em sẽ hỗ trợ hết cho mình về cái phần màu xe, giấy tờ xe. Và cái quan trọng không kém là cái về mà đảm bảo về máy móc là chưa rớt đầu buông máy. Đó là những cái mà bên em hỗ trợ được cho mình và đảm bảo với mình. Còn để nói về mà chúng ta sử dụng chiếc xe Việt Kiều Ý này thì nó có những cái lợi gì và những cái bất lợi gì, thì em sẽ nói về cái lợi ích đầu tiên đi ha. Như cái lợi đầu tiên mà ai cũng thấy đó, chính là về cái giá cả của một xe Việt Kiều Ý nha mọi người. Xe Việt Kiều Ý nó có cái giá rẻ hơn rất là nhiều so với xe nhập Ý. Tại vì cũng là linh kiện của Ý luôn, nhưng mà nó chỉ thua Ý là bên kia là nó nhập nguyên chiếc về, thuế nó cao hơn. Còn đối với Việt Kiều Ý thì lắp ráp tại Việt Nam nên nó có giá thành nó rẻ hơn rất là nhiều so với xe nhập Ý. Và cái lợi thứ hai á là chúng ta chạy một con SH Việt Kiều Ý nó không khác gì một xe Ý hết mọi người. Tại sao em nói như vậy? Thì mọi người có thể coi nè, giữa một chiếc SH nhập nguyên Ý và một chiếc SH Việt Kiều Ý, cái form dáng ở bên ngoài á nó không khác nhau hay gì hết mọi người. Chỉ khi nếu mà chúng ta chạy trên đường á nha, một chiếc xe đang lưu thông trên đường, chúng ta không thể phân biệt được xe nào là xe Ý và xe nào là xe Việt Kiều Ý. Chỉ khi xe đó nó dừng lại, chúng ta nhìn vào số khung, số máy của xe, chúng ta nhìn vào số máy của xe thì chúng ta mới biết được là xe nào là Ý và xe nào là xe Việt Kiều Ý. Giờ bỏ qua định kiến Việt Kiều Ý hay nhập Ý đi, việc mà chúng ta sử dụng và lưu thông một chiếc SH á, thì nó cũng đủ thể hiện được cái sự đẳng cấp của chúng ta rồi mọi người. Tại vì trong cái phân khúc dòng xe tay ga thì không có một xe nào mà nó đẳng cấp hơn SH hết mọi người. Mọi người có công nhận với em không? Đó. Và thêm một điều nữa là khi chúng ta sử dụng một chiếc SH á, nó mang lại cho chúng ta điều gì? Đẹp, sang, lịch lãm và đẳng cấp. Thì mọi người nghĩ có đáng xứng đáng để mà mua để sử dụng không? Thứ ba là đây là xe lắp ráp tại Việt Nam và những cái linh kiện cũng được nhập về Việt Nam, và cái giá thành của một xe Việt Kiều Ý nó cũng rẻ hơn xe nhập Ý. Thì đương nhiên chúng ta chạy mà sử dụng á
trong quá trình chúng ta sử dụng, những cái phụ tùng xe nó hư, ví dụ như là quạt sạc điện IC gì đó nó có hư, thì chúng ta thay phụ tùng nó cũng rẻ hơn rất là nhiều so với chúng ta thay phụ tùng của xe ý nha mọi người. Đó là ba cái lợi mà em thấy gặp rất là nhiều khi mà chúng ta sử dụng và mua những chiếc xe về kiều ý. Còn để nói về bất lợi á, thì bất lợi nó không đáng bao nhiêu hết mọi người. Bất lợi em chỉ thấy một cái, đây là hàng ý nhập gấp ráp tại Việt Nam, nên thành ra cái máy móc và cái độ bốc của xe, cái máy xe, cái dàn hơi xe và cái chất xe thì nó không có bằng so với SH nhập Ý. Tại vì sao? Tại vì cái tiêu chuẩn của Việt Nam của mình thì đương nhiên so với cái Euro, so với tiêu chuẩn của châu Âu á, thì nó không bằng rồi mọi người. Từ lắp ráp rồi linh kiện xe rồi canh chỉnh máy xe như thế nào thì đương nhiên nó cũng sẽ nó không bằng cái châu Âu rồi. Thì cái về cái phần đó thì ai cũng nhận định được mà, đúng không? Đó, thì đó là những cái bất lợi và những cái lợi ích khi mà chúng ta sử dụng được một cái chiếc Việt kiều ý là như vậy. Nhưng mà đã ngồi lên SH rồi mọi người, ngồi lên SH là dù là Ý hay Việt kiều ý là nó đã đẳng cấp rồi, nó rất rất là đẳng cấp luôn chứ không phải là đẳng cấp nữa. Đã rồi, thì đó là em tổng hợp lại những cái chiếc xe Việt kiều ý còn ở cửa hàng của bên em. Và anh chị nào mà muốn xem chi tiết hơn, chi tiết của từng xe luôn á, thì cuối ở video em có gắn những cái video ở trên màn hình, quý anh chị có thể click vào từng xe và chúng ta xem chi tiết hơn và chúng ta chọn lựa được cho mình một chiếc xe ưng ý hơn nha. Ngày hôm nay thì em xin kết thúc tại đây và hẹn gặp quý anh chị vào những video sau của Lee Sibo nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết clip này của Lee Sibo. Cảm ơn mọi người và nhớ đăng ký kênh để chúng ta cập nhật thêm nhiều xe ở Lee Sibo nhé mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người ở clip sau nhé.